Bữa giờ thì cái trò mà ném banh rồi rớt xuống nước nó rất là hot trên TikTok, không biết cái ý tưởng là từ đâu mà ra. Thật ra là cái trò này là ở Thái Lan rất là thịnh hành. Đó. Rồi nha, yeah, bây giờ đoàn mình chuẩn bị lên đường nha. Bấm máy từ bây giờ là được rồi. Đây. Trời ơi, em hát cho bài con tưởng gì ra. Sao chị này đi con lô tô mà make up đẹp vậy? Trời đó đẹp mấy chị chặt ghế. Wow, rồi. Đoàn mình hôm nay đây có bạn này nữa. Ê, này là fan cứng của lô tô luôn. Bạn có... Rồi, chúng ta có một bạn đồng minh của cộng đồng LGBT. Em đợi xíu, đoạn này còn đang ở trong hậu trường mà em cứ quay chụp cái gì chị không hiểu luôn á, lát nữa lên nó đều đi hát. Chị ơi, nghệ danh lô tô của chị là gì? Là Suzuki hay Suzuki? Suzuki hả? Bây giờ đi thôi. Let's go. Tới rồi nha. Vui nhộn lắm nha mọi người. Đang tổng duyệt chương trình nha mọi người. Trước khi chưa bắt đầu nha. Khi tiền ta bao sớm ra, anh đã quên đi thật rồi. Thấy mấy chị cho nó dán ngon quá à bà. Bà làm không lại phải không? Không lại. Đi nào chứ đi. À, để. Rồi ok, cứ lỡ đây là ngoài ca múa văn nghệ là cái chuyên mục này cũng quan trọng nha. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây đây đây, chị để em. Để tao coi nha. Ôi hay quá. Wow. Ôi hay quá. Ê, cái này là được đặc biệt nha. Thì em yêu cầu chương trình cho em xin giấy đặc biệt nha. Ê, hai bóng là đường lâu nước ngọt. Ê, lấy tàu lâu nước ngọt đây, kháng nước quá. Em. Rồi luôn, móc khóa. Đâu còn hả, còn hả? Còn hả, còn hả? À, hiểu rồi. Là bây giờ bà phải trúng được thêm 5 cái nữa. Bà nhắm được không? Không, tôi sẽ chơi chừng nào mà tôi lấy được gấu nhỏ thôi. Tại cái đại tiền công ty với cái tiền của tôi. Gấu. À, anh camera cái tay quăng giùm tụi em. Ôi, thêm cái rồi chị. Bốn cái. Ôi. Làm rớt thôi. Rồi, không được. Tiếp anh ơi. Hay quá, 5 cái. Thêm cái nữa. Yeah. Còn dư một cái thì tụi mình được thêm cái móc khóa như thế này. Chúc mừng bà nha, em dễ thương quá à. Chú này là tại vì văn phòng có thiếu gối ngủ á, kệ đi lấy về. Cái chú này trị giá 120 ngàn cho mọi người. Nhưng mà không sao, tụi mình đã có một cái niềm vui rất là vui. Tụi mình tới hơi sớm nên là bây giờ là chương trình chưa có bắt đầu, nhưng mà theo đúng lịch trình là 7:30 diễn nha mọi người. Ê, nhưng mà chị hơi bị hết hồn là quy mô hoành tráng cho mấy bạn. Đây, để cho mình coi, lát chạy phục tôi cho coi. Trời ơi, sân khấu rất là to và rất là nhiều ghế luôn. Hồi xưa kinh nghiệm chị là hay đi như cái chỗ lô tô ở miền Tây thì chị thấy có giống không? Không, miền Tây là giống như kiểu này, nó không có sân khấu luôn đâu. Chị xíu à, xong rồi mấy cái đoàn chơi xung quanh rồi, nhưng mà nó là bãi cỏ, bãi đất trống chứ không có đường gì đâu. Để chị tụi mình để đây cho mọi người nha. Nói chung là tụi mình tới tụi mình rất là bất ngờ, không chỉ bởi vì là nó nhiều hoạt động này, nhiều món ăn mà có sân khấu là lớn nữa. Ờ, đi ăn quá vậy? Ờ, đi ăn đi, tại vì tụi mình tới hơi sớm, 7:30 mới diễn nha mọi người. Mọi người không cần tới sớm với tụi mình đâu. Nhưng mà tới sớm dành chỗ ok, tới tới được ngồi đầu. Ngồi đầu là hay được mấy chị lôi lên sân khấu chơi. Ê, vậy giờ mình để cái túi mình lên cho đó đi, đi. Xong vòng mấy cái túi. Giữ chỗ. Thôi đi ăn, đi ăn, chơi tiếp. Đồ ăn ở đây mọi người mình thấy còn nhiều hơn à, cả những khu phức hợp nữa. Ờ, đúng rồi. 35.000 ly nhưng mà hơi ly bự, với lại khu này cũng như khu giải trí thôi, kệ đi, giống như là mình đi chơi vậy đó. Dịu nha. Ngon nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn một chút nha. Trời, nói vlog đi hả, coi lô tô mà không thấy lô tô đâu, thấy ăn với chơi không? Thầy ăn xúc xích đi. Đúng rồi. Chị ăn thì chị ăn nha. Ừ, ăn cái này giống cái này giống cái này giống chả cua trong bún bò vậy. Chân gà. Được mà. Ổn không? Ổn hà. Lên đi. Rồi. Xuống đi em ơi. Miss Grand thủ đô. Che đầu đi, che đầu đi. Ê, tạo dáng đi, chụp hình cho tạo dáng đi, tạo dáng. Vô cái rổ, có cái gì là trúng cái đó nha. Vô hình là trúng hả? Trúng cái gì vậy? Một củ. Anh trái là con lớn hả? Sao em thấy gì thôi?
xem hay vậy? Trời ơi, mém xíu rồi. Trời ơi. Trời ơi, chị em mình hay quá chị ơi. Rồi ok mọi người, hôm nay là gia đình 4 người, đâu đâu bạn đâu. Ok, bạn bạn ăn nè. Rồi hôm nay gia đình 4 người chuẩn bị ăn bữa ăn nha cả nhà. Đó. Nãy Hy với lại Linh thì có trong chó trong clip mà giờ Ly Hy với Linh đi quay hôm nay vậy. Có chị Chi nữa nha mọi người. Rồi ok, thôi giờ tụi mình ăn trước đi. Ăn bằng em. Đó 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 đó. Mấy chị uống kìa, mấy chị uống kìa. Đó đó, tính bò vừa, tính bò bé luôn á, thiệt luôn. Bà nhìn nè Hy, bà có nhân viên quán bà nè. Mới làm được có ngày. Anh ơi, đừng có đuổi. Con Nhi, à nhầm, con Linh bị sa thải ngay từ hôm nay. Đúng. Thôi bà anh ơi, đừng có đuổi. Mày ngay tới bà chị. Sao bắt ta sa thải, ta còn bắt tí mày kiếm điểm. Đã tuổi ta còn bắt tí mày kiếm điểm nữa. Để quay clip luôn. Nó, ê, biết sao? Nó vừa bưng nước, nó vừa múa. Nè mọi người, mình chia sẻ mọi người là hồi nãy lúc mà Cam Thiên tới, Cam Thiên có vô hậu trường, nhờ mấy chị cho nó dễ dùm cặp lông mày nha. Nên là Cam Thiên mới có cặp lông mày như vậy, chứ không phải là không phải là có chuyện gì mờ ám đâu nha mọi người. Này, chị Su Su dễ cho đấy. À, chị Su Su dễ cho hả? Đâu, để cho coi cặp lông mày chị Su Su dễ. Chị Su Su ngày xưa là nổi tiếng là vẽ chân mày đẹp. Thế mà ai mà biết chị Su là nổi lên nhờ cái việc vẽ các cặp lông chân mày với các cái hình khác nhau. Đây bây giờ bà tạo dáng cái cặp lông mày này coi. Tôi là lông mày cây đao nha, và hoa quả nha. Bây giờ lông mày buồn. Đó, khoan khoan, bây giờ là mặt Sigma. Ở đây là nhân vật này trở về chỉ giới thiệu nha mọi người. Đúng là người đẹp nhất là phải tới xong. Để mình quay cho mọi người cặp Long Miên lên nó nói để đi coi lô tô. 250 rồi đó mọi người. Trời ơi, nãy đưa bà có 100. Bao nhiêu đây nè? Em sao chị kêu chị lấy em 50 thôi. Trời ơi, mà phải nãy em đưa 50 là đỡ rồi. Ai mà biết, tao thấy nó dễ ẹt mà ai mà biết đâu. 100 ngàn nữa con có bao nhiêu năm cây cầu múc được mình. Nabati nữa nè. Không được Nabati real. Bánh phát cái review đi. Trời ơi. Đó, bánh phát cái review tiếp đi. Đó, review tiếp đi. Mọi người ơi, chương trình đã bắt đầu rồi. Ghé ghé ngồi coi á. Là 5 ngàn nha. Nhưng mà tại vì á cái phần thưởng những đợt sau nó tăng hơn. Đúng rồi. Vậy mới kích. Kích gì mà kích. Và kế bên mình đây là một người mà em rất là thần tượng luôn. Em phỏng vấn chuyện em có cần em la làng la sớm gì không em? Dạ. Làm chị hết hồn em giảm cái tông em lại. Cái chương trình này vậy ở không? Đây là cái tông chị là cao lắm rồi. À, vậy hả? Mà cái tông em nó còn cao hơn chị nữa. Em cố tình để em thấy chị thấy em không có tốt chất gì tiện em vô. Cái cuộc đời mình trầm lại một chút. Dạ, ok. Ừ, đó. À, xin chào tất cả mọi người. À, kênh S Channel. Đúng rồi. Dạ, trời ơi, tôi hay quá. Rồi em hỏi gì vậy? Hỏi lại đi. Nãy em hỏi là bình thường em coi trên mạng em thấy chị ướt nhẹp, sang ngoài chị khô quá, em mém xíu nhìn chị không nghe. Thật ra là bên ngoài chị khô thôi chứ nếu mà em muốn khám phá thì bên trong nó còn ướt hơn. Trời. Cái điều đó là sự thật mà. Trời em xỉu quá vậy. Cái gì đâu mà xỉu. Cho điều kiện khám phá không? Không phải là cho hay không mà chị cần. Cái dạ. Điều đó là chị cần em. Dạ rồi. Thì em có một vài câu hỏi về gánh lô tô rất là sôi động của mình. Nãy em có trải nghiệm rồi thì không biết là mình đã hoạt động được bao nhiêu lâu rồi chị Su. Về gánh áo lô tô Hưng An thì đã hoạt động rất là lâu. Dạ. Hơn 4 năm rồi. Tuy nhiên là làm việc và hoạt động tại phố đi bộ Đầm Sen Que thì là được 2 năm rưỡi. Ừ. 2 năm rưỡi rồi. Vậy thì trong quá trình mình làm trưởng đoàn có những cái gì là những cái thử thách lớn nhất của mình? Cái thử thách lớn nhất đó là phải làm cho những thành viên phục mình. Oh, đó wow. Cái quan trọng đúng không? Tuy mình làm chủ nhưng
mình cũng phải được cái sự tín nhiệm của những thành viên, được sự ủng hộ của các thành viên, và đặc biệt đó là đồng hành của tất cả các thành viên. Một câu hỏi đó cho chị Su là không biết là điều gì làm đoàn Lô Tô Hương Nam khác biệt so với những cái nhóm Lô Tô khác? Điều làm khác biệt đó là có lẽ là có những thành viên rất là đặc biệt, rất là bất bình thường, rất là không được ổn định. Cho nên là điều đó tạo được cái niềm vui, tạo được sự hấp dẫn với người xem. Dạ. Bữa giờ thì cái trò mà ném banh rồi rớt xuống nước có rất là hot trên TikTok, không biết cái ý tưởng là từ đâu mà ra ạ? Thật ra là cái trò này là ở Thái Lan rất là thịnh hành. Thì Hương Nam mới quyết định là làm trò chơi đó, thì vô tình trò chơi đó lại chạm đến cái tính chất giải trí trong mắt tất cả mọi người, thì mới được sự ủng hộ của tất cả mọi người nhiều như vậy. Dạ, thật ra em không nghĩ là không chỉ trò chơi đâu, mà là tại vì nhờ những cái biểu cảm của chị Su nữa mà cái trò chơi mới hot vậy. Thì hôm nay là chị Su vắng mặt ở cái ghế nóng ngoài kia, thì em không biết chừng nào chị Su mới trở lại. Một lát nữa chị lên rồi. Lát chị lên rồi hả? Bây giờ chị đẹp đẹp chút xíu hả? Đừng tí hả? Chứ lát chị lên chị cũng bị chọi te tua nè em ơi. Trời, cuộc sống mà mưu sinh mà. Thật ra thì sẵn đây mình cũng chia sẻ chút xíu. Có nhiều bạn nói là sao mấy người chọi ác quá vậy. Thật ra đây chỉ là một trò chơi tiêu khiển, và mục đích chính của những thành viên của Lô Tô Hương Nam với Susu cũng chỉ muốn mang tới niềm vui cho tất cả mọi người thôi. Và những người mà chơi cái trò chọi banh đó cũng chỉ là những vị khán giả vui chơi có thưởng, giải trí một cách rất lành mạnh. Thì đó là một điều mà Hương Nam rất là vui khi được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn chị Su rất nhiều. Lát chúc chị lát ướt át vui vẻ nha. Cái gì vậy bà nội? Cảm ơn em. Trò này bữa giờ hot TikTok nữa là nó đông còn hơn cái show nữa mọi người. Người nghe nha, thì mình thấy là ở đây là mình thấy đồ ăn là ok nè. Tuy nhiên có một vài món thì bị hơi ép mua một chút. Mọi người ngồi ở trong cái chỗ mà chơi thì mọi người đã mua vé rồi, nhưng mà mình cũng bị ép mua nước nha mọi người, là cái đó là một cái mình hơi không thích. Tại vì đã mua vé ngồi mọi người 5.000 rồi. Mà nhìn chung thì đồ ăn cũng ổn. Mọi người muốn biết đồ ăn ngon như thế nào thì mọi người qua kênh Hương Nam gì xem nha. Nhưng rồi. Mà chung vui là đi vô đây vui, nói chung là không cần phải cầm nhiều tiền, có tầm 100.000 chơi 3 tờ vé giờ. Chị chắc chưa? Chị Thư chơi game để lấy gói bông tổng cộng là 500.000 tiền game mà mọi người. Trời ơi, nó vô không? 500.000 tiền game. Nhân quyền hả? Hỏi nhân quyền hả? Nhưng mà công nhận là rất là dễ thương nha mọi người. Tại vì khi vô đây mọi người đều rất là những bạn tập thể đi chơi á. Đời khỏi ứng. Đúng, nên là rất là vui. Đặc biệt là những người làm YouTube mà hay góp miếng như con Linh. Người ta đi chơi, chơi để học cách quanh miếng phụ của chị. Rồi. Mày tưng mừng luôn. Chương trình đó thì diễn ra từ 7 giờ rưỡi cho tới cỡ tận 11 giờ lận đó là hả. Nói chung là mọi người vô mọi người chơi lai rai tới khuya luôn nha. Rồi clip vlog đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Hậu Cung Vlog Channel. Đi xem Lô Tô nha. Hẹn mọi người vlog tiếp theo. Bye bye.